Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói? Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Những người Do Thái tự hào và hãnh diện vì mình là con cháu tổ phụ Abraham, vì mình có Thiên Chúa là cha. Cái đó Chúa Giêsu cho thấy rằng họ chỉ có mới là danh nghĩa mà thôi, chứ thực ra họ không phải là con cháu tổ phụ Abraham, thật ra họ không phải là con của cha trên trời. Bởi vì nếu là con cháu tổ phụ Abraham, là con cha trên trời, thì họ đã nghe lời Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa sai đến, Đấng đến và chỉ làm những gì cha muốn, những gì mà người đã nghe từ nơi cha. Bởi vì cái cốt yếu: vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Như vậy đó, từ chối lời Chúa là từ chối chính Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa sai đến. Đó là một phương diện. Bây giờ tôi mới mời gọi anh chị em đi vào cái cốt yếu của bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin vào người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời tôi, các ông mới thật là môn đệ của tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Rồi sau đó Chúa nói rằng là ai phạm tội thì là nô lệ cho tội. Nô lệ thì không được ở mãi trong nhà, người con mới được. Nếu mà người con có giải phóng các ông thì các ông mới thật sự là người được tự do. Bây giờ thưa anh chị em, anh chị em vui lòng nghe rõ. Tôi xin phép dùng lời Chúa Giêsu để nói với anh chị em là những người đã tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúa nói làm sao? Nếu anh chị em
giữ lời của tôi đó thì anh em mới thật là môn đệ của tôi. Và anh chị em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng anh chị em khỏi tội lỗi. Mỗi người hãy nghe lời đó cho mình đi. Hãy nghe cho mình đi, bởi chúng ta tin vào Chúa Giêsu rồi mà. Bây giờ mình tự hỏi xem, vậy thì tôi có thật là môn đệ của Chúa Giêsu không? Hay là tôi chỉ có danh nghĩa bề ngoài mà thôi? Tôi có thật sự là Kitô hữu không? Hay tôi chỉ có cái danh là Kitô hữu thôi? Đó, mỗi người nhìn coi, nhìn thẳng vào chính mình xem. Bây giờ Chúa sẽ hỏi rằng, anh em đây, ai là người môn đệ thật của tôi đâu? Tôi cho rằng chắc Chúa kiếm được ít lắm. Đa số chúng ta không phải là môn đệ thật của Chúa Giêsu, không phải là Kitô hữu đích thật. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta không giữ lời Chúa trong lòng. Cái này anh chị em nghe rõ, không phải tôi nói nhé, Chúa nói, bài tin mừng vừa nghe đó. Nếu các ông ở lại trong lời tôi, các ông mới thật là môn đệ của tôi. Nghe cho kỹ, nếu anh chị em giữ lời Thầy ở trong lòng thì anh chị em mới thật là môn đệ của Thầy. Mỗi người nghe cho rõ, rồi nghe cho mình đi. Đừng nghe, đừng để trên đâu đâu cả. Chúa đang nói với mình đó. Mình sẽ thấy rằng, nhìn thẳng vào mình không phải là môn đệ thật của Chúa, bởi vì mình có giữ lời Chúa trong lòng đâu. Đâu có giữ lời Chúa trong lòng. Mà muốn giữ lời Chúa trong lòng, trước hết phải là lắng nghe thường xuyên, phải đọc lời Chúa thường xuyên. Đọc nghe lời Chúa cho tới lúc lời Chúa đã ở đầy trong lòng rồi. Lúc nào mình cũng nghĩ tới lời Chúa, làm việc gì cũng làm theo lời Chúa. Lúc đó mới gọi là lời Chúa ở trong lòng. Và lúc đó chúng ta mới thật sự là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta lầm lắm thưa anh chị em. Cứ đi lễ, rước lễ, đọc kinh mà lời Chúa không đi vào trong chúng ta. Trong đầu óc chúng ta không có lời Chúa đâu. Có bao nhiêu chuyện khác ở đời này, đủ mọi thứ chuyện thôi. Lời Chúa thì không có, vắng bóng. Rồi có những người chủ trương là ăn ngay ở lành. Ăn ngay ở lành là một điều tốt, nhưng mà nó thích hợp cho mọi người, không cần phải là Kitô hữu. Người ta cũng ăn ở lành. Còn trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu thì ăn ngay ở lành không đủ, không thể là môn đệ của Chúa Giêsu được. Còn phải để ở lại trong lời Chúa Giêsu mới thật là môn đệ Chúa. Đó, bây giờ anh xem xem. Tôi nói lại là Chúa nói nhé, Chúa nói cái tiêu chuẩn rõ ràng. Môn đệ thật là cái gì? Là người ở lại trong lời Chúa. Tôi nói lại, ở lại trong lời Chúa là luôn có đầu lời Chúa trong đầu óc của mình. Lời Chúa điều khiển cách suy nghĩ, nói năng, cách cư xử bên ngoài của mình, cách tất cả cách sống của mình. Thì lúc đó là ở lại trong lời Chúa. Mỗi người tự hỏi xem, như vậy là tôi đâu đã phải là môn đệ thật của Chúa Giêsu đâu. Rồi ai ở lại trong lời Chúa, ai là môn đệ thật của Chúa Giêsu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó mình biết sự thật của lời Chúa đó, và chính sự thật sẽ giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Nhiều người đơn giản lắm, hãy có tội để đi xưng tội. Có chắc không? Có chắc được giải phóng khỏi tội lỗi không? Tôi thú thật với anh xem rằng tôi giải tội nhiều, tôi thấy rằng nhiều người đi xưng tội không có lòng ăn năn hối cải thực sự.
mà chỉ vào kể tội thôi. Anh em vui lòng nghe rõ, vào kể tội thì không có chuyện gì xảy ra hết. Chúa không tha tội cho chúng ta vì chúng ta kể hết tội này tội kia, kể dài dòng hết rồi, mà Chúa tha theo cái lòng hối cải thực sự của chúng ta trở về với Chúa kia. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Ở lại trong lời Chúa thấm vào lòng chúng ta thì chúng ta sẽ dần dần từng bước một được giải phóng khỏi tội lỗi. Đồng ý rằng khi chúng ta đi xưng tội thật lòng thì chúng ta được tha tội. Nhưng mà đã giải thoát hoàn toàn chưa? Anh chăm nhìn vào chính mình coi. Chưa đâu. Ảnh dù được tha tội rồi, ảnh hưởng tội lỗi vẫn còn đó. Khuynh hướng xấu vẫn còn đó. Và nó lại tiếp tục lôi kéo chúng ta, tiếp tục đưa chúng ta vào gian dối, vào mọi cái không phải là sự thật. Bằng chứng cụ thể là chúng ta đi xưng tội, có một số tội cứ xưng đi xưng lại, từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Cái đó chứng tỏ rằng ảnh hưởng của ma quỷ, của tội lỗi vẫn còn cho chúng ta. Chúng ta chưa được giải phóng hoàn toàn. Mà chưa được giải phóng hoàn toàn vì chúng ta không ở lại trong lời Chúa. Một chay ai cũng muốn mình được giải phóng hoàn toàn khỏi tội lỗi, được sạch sẽ hoàn toàn để mừng đại lễ vượt qua. Nhưng mà đa số chúng ta đâu có làm theo lời Chúa đâu. Mình tưởng cứ đi một chay thì đi lễ đọc kinh rồi ấy rồi khấn vái mấy ngày tuần thánh, tham dự các nghi lễ cái này kia, hay là ngắm nguyện ở nhà thờ vân vân, vậy là đâu có phải đâu. Đâu có phải đường lối Chúa đưa ra đâu. Đường lối Chúa là ở lại trong lời Chúa. Tôi nói lại nữa, ở lại trong lời Chúa là muốn có ở lại trong lời Chúa thì phải đọc nghe lời Chúa thường xuyên, cho tới lúc lời Chúa đầy trong đầu óc của mình. Và khi lời Chúa đầy trong thì từng bước một, lời Chúa sẽ đẩy ra khỏi chúng ta những cái ảnh hưởng tội lỗi, những cái lỗi lầm mà chúng ta có khi quên mất, rồi dần dần thanh tẩy chúng ta khỏi. Ở trong Tin Mừng Gioan chương 15, cành nào mà gắn liền với thầy sinh hoa trái thì cha thầy sẽ cắt tỉa để nó sinh hoa trái nhiều hơn. Anh em đã được tẩy sạch nhờ lời thầy nói với anh em. Cái lúc đó là gần 3 năm Chúa Giê-xu sắp sửa chịu chết. Chúa cho thấy rằng các tông đồ ở với Chúa ngày đêm nghe lời Chúa, lúc nào cũng nghe lời Chúa, đi theo Chúa mà Chúa giảng lời Chúa. Và Chúa thấy được rằng các ông đón nhận lời Chúa và lời Chúa đã thanh tẩy các ông. Cho nên Chúa mới nói rằng anh em đã được thanh tẩy nhờ lời thầy nói với anh em. Đó, rõ ràng như thế. Ai cho chúng ta đây, xin lỗi anh em với tôi, chúng ta đều mong muốn được thanh tẩy mình cho sạch hơn nữa, xứng đáng với Chúa hơn nữa, không chỉ đi vào tòa giải tội mà kể tội rồi ra, rồi tưởng rằng mình đã được tẩy sạch, nhưng còn đó. Nhưng mà lời Chúa, chính Chúa nói, lời Chúa ở ngay trong chúng ta cứ từng bước dần dần theo thời gian. Anh chị em nhớ câu chuyện của các tông đồ, gần 3 năm trời Chúa mới tuyên bố chuyện đó. Mà các ông nghe lời Chúa hằng ngày đó. Chứ không phải là nghe thường xuyên liên tục, vì đi theo Chúa mà Chúa giảng không thôi. Và Chúa thấy rằng các ông được tẩy sạch. Bây giờ anh em hiểu rõ rồi, tôi muốn hỏi anh em, cái này là tùy ý mỗi người, Chúa không bắt ép chúng ta. Anh em có quyết tâm để đọc lời Chúa hằng ngày không, để mình được thanh tẩy, để mình được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi ảnh hưởng tội lỗi,
mà trở nên xứng đáng với Chúa không? Tiêu chuẩn đó, đường lối đó là chính Chúa Giêsu đưa ra, không ai bày đặt ra cả. Còn chúng ta có muốn hay không là tùy mỗi người chúng ta.